Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Siêu Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một vài mẫu áo thể thao nha. Chúng ta có một vài con cổ bẻ như thế này và một vài mẫu áo bóng đá. Áo bóng đá thì là những cái sản phẩm mà em sưu tầm trong suốt năm vừa qua, có vài con. Ngày hôm nay em sẽ lên em chia lại cho mọi người một vài sản phẩm rất là đẹp. Mọi người có thể mình mang về mình sưu tầm hoặc là mình mang đi mình chơi thể dục thể thao cho em nhé. Rồi, em vào mã đầu tiên này. Giá của sản phẩm thì nó sẽ phụ thuộc vào từng con như mọi người đó, nhưng mà hầu hết tất cả các sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đều được bán với cái mức giá sale rất là sâu nhé. Em vào mã đầu tiên này, mã C1, em lên cho các bác một con Nike. Con này là dòng Nike Ghost đấy ạ, và nó là của dòng Tiger Woods, của một cái tay Ghost rất là nổi tiếng nha các bác. Đây, chúng ta có cái logo của Tiger Woods này. Con này được cái độ mới của nó rất là cao, nó như một con áo mới luôn. Cho các bác ngắm cái con áo này này. Con này thì em sẽ để cho các bác cái mức giá là chỉ có 250.000 thôi. 250.000 bao ship toàn quốc, độ mới gần như là một chiếc áo mới luôn. Hệ thống tem cốt đầy đủ nha các bác. Hệ thống tem cốt đầy đủ ạ. Con này được sản xuất tại Thái Lan. Đây, chúng ta vẫn có hệ thống tem cốt chính hãng của nhà Nike. Rất đẹp, rất mới nha. 250.000 bao ship. Mã số 2 này, mã C2. Em lên cho các bác tiếp tục là một con Nike Ghost với cái phối màu xám nhé. Đây ạ. Những cái sản phẩm như thế này các bác có thể mặc mình chơi thể dục thể thao này, mình mặc mình đi cà phê với bạn bè hay mặc ở nhà cũng được, nó cũng rất là đẹp nhé. Chúng ta có cái logo của Nike nó thêu ở phía tay áo đây. Con này thì nó tầm size XL cho em. Size XL thì các bác nào mà cứ 75 cân thì mặc nó rộng rãi này, đẹp nhất là 80 cân cho em. 75 cân mặc theo cái phong cách rộng rãi nhé, còn 80 cân mặc là vừa size nhất ạ. Tầm size XL, độ mới rất là cao luôn. Sản phẩm này em sẽ bán cho các bác mức giá chỉ có 200.000 bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Và các bác lưu ý giúp em này, những cái lô hàng mà bên em bán cái mức giá sale rất là sâu như thế này thì mình không kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé, không kiểm hàng. Rồi, mã số 3 này, mã số 3 lên cho các bác một con áo của thằng Light Scott. Nó cũng là cái dòng mà chơi golf đấy ạ. Cái chất liệu nó rất là đẹp, chất là chất thể thao nhé, phối màu rất là sang luôn, độ mới cũng gần như là một con áo mới luôn. Một sản phẩm rất là hoàn hảo từ về cái chất liệu này, cái phối màu và cái thương hiệu của nó cũng rất là lớn nhé. Con này trên thông số nó để là size 100 cho em ạ. Và sản phẩm này nó được sản xuất tại Hàn Quốc, hệ thống tem cốt của nó là hệ thống của Hàn nha các bác. Con này thì chỉ có 200.000 bao ship cho các bác luôn, 200.000 thôi ạ. Mã 4 này, mã C4, em lên cho các bác một con tiếp tục là Nike Ghost nhé. Dòng Tri-Fit Made in Việt Nam, size là size XL. Size XL thì các bác nào mà 75 cân thì mặc theo cái phong cách nó sẽ rộng rãi nhé. Còn vừa size nhất phải 80 cân cho em. 80 cân mặc con này cho em nhé. Phối màu cực kỳ thể thao luôn. Chất vải thì chất thể thao co giãn này, độ mới rất là cao. Chúng ta cũng có một cái logo của Nike ở đây. Phối màu rất là tươi. Rồi, cái này mã 4 cho em cũng chỉ 200.000 các bác. 200.000 thế. Nói chung sản phẩm ngày hôm nay chúng ta chỉ dao động từ 150 cho tới hơn 200.000 cho một áo, không có đắt đâu. Tại vì giá này bên em đang sale rất là sâu cho bác rồi. Tổ hợp những cái con áo ở đây thì đều là những cái sản phẩm nó từ cái năm trước rồi mà em chưa có kịp like đấy. Thì để bán hết cái lô này thì bên em tiếp tục về những cái sản phẩm siêu mới, siêu VIP cho các bác luôn. Rainbow, tiếp tục chúng ta có một con áo thun chất cốt tông này, phối màu rất là sang luôn. Đây, các bác nhìn cái phối màu này. Những con này các bác có thể mặc mình đi tiệc cho em cũng được nha. Và con này ngày hôm nay bên em bán được mức giá là chỉ có 150.000 và bao ship toàn quốc cho bác luôn. Bác lưu ý giúp em nhé, cái lô sale này thì các bác không kiểm tra hàng thanh trước khi thanh toán đâu. Còn độ mới của áo thì bên em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một nên các bác cứ yên tâm. Con này độ mới cũng rất là cao nhé. Thiết kế thì rất là sang trọng. Đó, cái phối màu của nó rất là sang, logo của Dreambolt nó thêu cho các bác luôn. Con này thì hàng của thằng Hàn Quốc các bác ạ. Hệ thống tem cốt của nó là tem của Hàn nhé. Phối màu rất là sang, 150.000 bao ship toàn quốc cho bác luôn. Đây ạ. Mã C5 cho em nhé. C6 lên cho bác một con áo thun cổ bẻ cốt tông của nhà Uniqlo Nhật Bản. Phối màu cũng rất là đẹp. Độ mới áo thì rất là cao nhé. Con này các bác về tự xử lý lại, mình giặt làm lại cho em nhé. Bởi vì để trong kho hơi lâu ấy, nên cái phần cổ áo này nó hơi dính bẩn một chút thôi. Và những cái vết bẩn này thì các bác tự xử lý bằng cái hình thức mình giặt bình thường thôi. Mình giặt bình thường nó sẽ sạch nhé. Còn độ mới của áo thì rất là cao, các bác cứ yên tâm đi. Đây, em xoay cận cảnh cho các bác này, cái độ mới của áo nhé. Chất cốt tông 100% hàng chính hãng của Uniqlo. Con này chuẩn size L luôn, mã số C6 cho em này. Cũng chỉ 150.000 bao ship toàn quốc. C7 lên cho bác tiếp tục là một con áo thun cổ bẻ. Nó cũng là chất cốt tông 100%.
cốt tông rất là mịn nhé. Nó là hàng của Gap, cũng là cái thương hiệu rất là lớn. Gap này, con này trên thông số nó để là xe XL, màu phối màu trắng, kẻ sọc ngang, rất là sang. Đây, các bác nhìn một con áo form dáng gần như là còn nguyên bản luôn, mặc dù nó màu trắng nhé, nhưng mà nó không có bị ố, không có bị bẩn gì đâu. Con này cũng để trong kho khá là lâu rồi, ngày hôm nay lên sale cho các bác luôn. Đây, cổ áo thì nó hơi dính bẩn một chút thôi, những cái vết bẩn của các bác phải tự xử lý bằng hình thức mình giặt bình thường, nó sẽ rất là sạch và nó sẽ giống như một con áo mới luôn. Và mức giá bán chỉ 150.000 bao ship. Tiếp theo có một con Fila, con này chất thun thể thao này, co giãn nha các bác. Tổng thể về độ mới của này thì rất là đẹp. Các bác nhìn cái cổ áo này, mới cắm luôn. Đó, Fila Gold nhé, dòng Fila Gold cho em nhé. Thiết kế thì rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là sang. Đó, đẹp chưa ạ? Con này ngày hôm nay cũng sale cho các bác chỉ có 150.000 và bao ship toàn quốc luôn. Các bác phải nhanh chân, với cái giá này thì các bác chẳng là sẽ không mua được đâu. Tiếp theo lên cho bác một sản phẩm của nhà Guess. Con này thì size XL, này. Size XL, size 2XL. Đẹp nhất cho em là 80 cân. 80 cân nhé. Chúng ta sẽ có một cái logo của nhà Guess ở đây, tem của Guess này, và chắc chắn hệ thống tem của nó sẽ là hệ thống tem của Hàn rồi, made in Korea cho em nhé. Con này các bác về cũng giặt lại cho em một lần đi, nó cũng sẽ như một con áo mới thôi, màu trắng nhé, không có bẩn, không có ố gì đâu, các bác cứ yên tâm đi. Đó, phối màu rất là sang, dòng Guess nó cũng là một cái thương hiệu cực kỳ lớn đấy. Đây, tay áo nó bo cũng rất là đẹp này, chất cốt tông 100%, con này được made in Việt Nam nhưng mà hệ thống tem cốt của nó là hệ thống tem cốt của Hàn này các bác. Mã số C9 cho em 150.000 này. Tiếp theo này là một vài mã bóng đá, chứ bác nào mà thích sưu tầm áo bóng đá là hàng độc nha các bác, nó là hàng bởi vì cái bản chất áo bóng đá thì những cái phiên bản nó càng cũ thì giá nó càng cao nha. Em có một con của đội tuyển England, đội tuyển Anh, thì con này đặc biệt cái là các bác có thể mặc được hai mặt, các bác có thể mặc được hai mặt đó. Em sẽ cho các bác xem cái mặt trong của nó nhé. Một con áo bóng đá này thì em chưa lại cho các bác, giá chỉ 300.000 thôi. Con này trước em mua về sưu tầm đấy, em treo ở shop ấy. Con này trước em mua với cái giá là 700.000 đấy. 700.000 là giá người quen người ta mới để lại cho con này giá 700. Chứ không các bác mua ngoài các seller khác thì nó phải trên 1 triệu. Và con này ngày hôm nay em sale cho khác chỉ có 300.000 bao ship toàn quốc luôn. Hàng chính hãng của England nhé. Cái bản này là năm hình như năm 2000 thì sao ấy, em không nhớ rõ đâu. Đây, con này về tổng thể thì áo rất là đẹp, không có lỗi lầm gì đâu, không có lỗi lầm gì đâu nha các bác. Đây, hệ thống tem chính hãng của con này đây. Cái con này cái năm trước mà khi mà áo bóng đá nó đang hot ấy, các bác phải bỏ giá trị 1 triệu để các bác mới mua được con áo này nha. Umbro, tất cả logo đấy nó thêu cho bác 100% luôn. Các bác mình có thể mua về mình mặc, mình chơi thể thao, mình chơi đá bóng nhé, hoặc là mình có thể treo, mình sưu tầm cũng được. Giá trị sưu tầm của mấy cái áo này nó rất là cao và cũng khá là hiếm trên thị trường đấy. Rồi, cái này mã 10 cho em này, mã C10, 300.000, C11 này, em có một con áo của MU nhé. Chúng ta đến với một sản phẩm áo đấu của Manchester United. Bản này thì cũng em cũng nhớ không rõ đâu. Con này là áo của Rooney nhé, áo đấu của Rooney nha các bác. Đây là bản thi đấu, bản áo bóng đá thi đấu chứ không phải là bản áo của fan đâu nhé. Bản áo bóng đá thi đấu thì nó đắt hơn bản fan rất là nhiều. Và con này ngày hôm nay em chia lại cho các bác giá là chỉ có 300.000 thôi. Khách mới mua hàng lưu ý giúp em với những cái sản phẩm như thế này các bác, nếu muốn mua thì phải chuyển khoản full thì bên em mới đi đơn nhé. Còn khách quen thì không cần nữa. Khách quen cũng là khách đã mua hàng nhiều rồi chứ không phải là mua một hai đơn mà bên em ship code cho các bác cái áo này đâu. Bởi vì chắc chắn những cái sản phẩm như thế này thì rất nhiều người mua, thì bên em cũng sẽ lựa chọn những cái khách hàng nào người ta uy tín, người ta lâu năm thì em ưu tiên cho người đó nhé. Còn khách hàng mới chuyển khoản full thì bên em mới đi đơn. Áo đó nhé của Juni. Con này tổng thể áo thì rất là đẹp. Mọi thứ chi tiết ở đây thì nó vẫn còn gần như là nguyên vẹn đó. Hai cái tag ở đây các bác lưu ý giúp em, hai cái tag ở đây là tag ép nhiệt nhé chứ không phải là tag thêu đâu. Còn các bác muốn bảo vệ cái áo này nó lâu thì các bác về các bác may lại cái đường này cho em, bởi vì đây là ép nhiệt thôi, mà ép nhiệt thì cái áo này nó cũng sản xuất mười mấy năm rồi thì chắc chắn thì nó sẽ không có được cứng cáp đâu. Bác về muốn chơi được lâu thì bác may lại cho em cái đường line ở những cái tag này cho em nhé. 300.000 bao ship, áo cực kỳ đẹp. Juni các bác, huyền thoại của Manchester. Tiếp theo này, các bác nào mà fan của Juventus thì lấy ngay con này cho em, bởi vì giá của nó cũng chỉ là 300.000. Con này trước em mua là 800.000 này, 800.000 là giá mua của người quen đấy ạ. Những cái con áo như thế này đôi khi các bác không có tiền, các bác có tiền các bác không mua được đâu, các bác phải đi săn đấy. Đây, cái bản này em cũng không nhớ là năm bao nhiêu, bởi vì áo bóng đá sưu tầm rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì bên em rất là bận, không có thời gian để mà tiếp tục cái đam mê sưu tầm áo bóng đá nữa, thì bên em sẽ chia lại cho các bác về chơi sưu tầm nhé. Bản của Juventus cho em.
con này thì rất là đẹp luôn đó, tất cả những cái logo của Nike và Juventus ở đây nó thêu cho bác 100% luôn. Cái logo của Argentina của Italy ở đây thì nó ép nhiệt này các bác đây, nó bị bong cái keo này một chút này, các bác về may lại một cái đường này cho em thì nó sẽ rất là hoàn hảo. Một quần áo các bác có thể sưu tầm, mình các bác nào mà chơi thể chơi bóng đá đấy, bác có thể treo ở nhà, treo ở phòng cho em nhé. Giá trị sưu tầm nó rất là cao. Và ngày hôm nay chia lại cho bác con này có chỉ 300 nghìn. Tiếp theo này, mã 13C13 tiếp tục lên cho bác quần áo bóng đá cũng rất là giá trị. Chúng ta đến với sản phẩm của áo đấu của câu lạc bộ của đội tuyển Mexico nha các bác, Mexico. Bản này thì năm bao nhiêu em cũng không nhớ đâu, bởi vì em cũng không phải là fan của Mexico, em mua về theo cái diện là mình sưu tầm thôi. Để thấy nó rất là đẹp, logo của Nike và logo của Mexico đây nó thêm 100% các bác luôn. Độ mới của áo thì rất là đẹp luôn, con này thì rất là đẹp, rất là mới nhé. Bác nào mà chơi áo bóng đá thì các bác gặp mấy cái con áo này thì nó giống như là các bác tìm thấy người yêu vậy, đẹp lắm nhé. Con này tầm size L cho em, size L nhé, mã C13 này, C13 300.000 bao ship. Mã 14 này, em có một con áo đấu của thằng Real Madrid đó, đẹp chưa ạ? Tổng thể áo độ mới nó rất là đẹp, cái nêm xét của nó thì hơi bị nớt một chút thôi, nhưng với cái giá 300.000 các bác mua một con áo đấu như thế này thì nó quá là rẻ rồi, quá là rẻ. Mã 14 đây, 300.000. Những con áo này thì bên em hoàn toàn có thể bán với mức giá cao hơn rất là nhiều ở trên những cái kênh khác nha, nhưng mà những cái sản phẩm này thì em sẽ nhường lại cho những cái khách hàng ở trên kênh của em thôi. Còn nếu mà em bán thì bên em vẫn bán được giá cao hơn rất là nhiều. Các bác nào chơi áo bóng đá thì các bác biết rồi. Tiếp theo này, một con áo bóng đá của Adidas luôn. Con này là một cái câu lạc bộ hình như của Nhật Bản. Áo về tổng thể thì rất là mới nha các bác, rất là đẹp luôn. Số 75 hàng chính hãng Adidas, áo dài tay nhé. Con này có tầm size L này, em tư vấn cho các bác 60-68 cân nhé. Cao 1m7, lại mặt con này cho em 250.000 bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Độ mới rất là cao. Rồi tiếp theo là chúng ta có một vài con áo thể thao các bác có thể mua về tập luyện nhé. Chúng ta đến với một vài sản phẩm của nhà Nike và Adidas. Đầu tiên thì có một con áo chất thể thao của nhà Nike, áo giữ nhiệt dài tay này. Con này mã C16 cho em nhé. C16 này bán cho bác chỉ có 200.000 bao ship toàn quốc cho bác luôn. Bác lưu ý giúp em đây là cái lô hàng sale, lô hàng gần như là bán với mức giá tri ân đấy. Thì các bác không được kiểm hàng trước khi thanh toán đâu. Còn độ mới của áo thì anh em cam kết cho bác một áo rất là cao, giới thiệu từng con một đến bác cứ yên tâm, hàng không có lỗi lầm gì đâu. Áo mã C17 cho em có một con áo thun cổ tròn của nhà Nike, và con này cũng chỉ có 150.000 thôi, bao ship toàn quốc cho bác luôn. Mình mua về mình mặc ở nhà, mình chơi thể dục thể thao cho em nhé. Rồi, Nike 150.000 bao ship size L này. 18 em lên cho bác một con Nike Pro. Những cái con này các bác mạnh mặc ở nhà, mình mặc đi ngủ, mình mặc chơi thể dục thể thao đều được hết nhé. Rồi, con áo giữ nhiệt dài tay dòng Nike Pro Combat cũng là một cái nhánh của Nike, cái nhánh này nó bán khá là cao đấy, vì cái chất liệu nó rất là tốt này, các bác nhìn này, cái chất của nó cực kỳ mịn luôn và cực kỳ mềm nhé, mình mặc nó sẽ rất là mát. Con này bán cho các bác 120.000 thôi, tổng thể của mỗi áo rất là cao, nhưng cái logo của Nike nó ép nhiệt thì nó hơi bị mờ một chút rồi, 120.000. Bên em bán được cái tình trạng áo thì các bác cứ yên tâm đi. Mã C19 em lên cho bác một con Adidas chất cốt tông, nhưng mà nó sẽ co giãn cho các bác nhé, nó cũng là dòng thể thao ấy. Logo của Adidas ép nhiệt bên phía cánh tay này, 150.000 bao ship. Mấy cái con này thì không cần giới thiệu nhiều, bán với cái mức giá này thì các bác cứ nhắm mắt mà mua đi cho em, không bao giờ lỗ được đâu. Mã C19 này, C20 tiếp tục là con áo thun cổ tròn của nhà Nike, cũng 150.000 bao ship cho các bác luôn. Mã màu đỏ bã trầu này, rất là đẹp, độ mới áo cao, 150.000 bao ship toàn quốc. Rồi, mã C20, C21 em lên giúp bác một sản phẩm của nhà Nike, cũng là áo thun thể thao, áo cổ tròn thôi, 150.000 thôi. Phối màu xám nhé, C21 này. Đây, cái này không có gì giới thiệu nhiều, này bán quá nhiều trên kênh rồi. Mã C22 tiếp tục là con áo thun dài tay của nhà Nike cho em này, chất thể thao có giãn cho các bác luôn, phối màu rất là đẹp. Phía sau nó dập cho các bác một cái chữ ép nhiệt, chữ River dòng sông đấy các bác. Mã C22 chị em này, 150.000 bao ship luôn. Các bác nhanh nha, cái lô này các bác phải thật sự rất là nhanh để các bác mua được. C23 tiếp tục em lên cho bác một con Nike. Chúng ta đến với một con áo trắng phối trơn thôi. Ở đây nó dính vào vết bẩn nhỏ thì về tự xử lý cho em nhé. Logo của Nike này thêu rất là đẹp luôn. Con này là made in Malaysia. Trên thông số này để là size M. Size M, những cái này tập size M, Âu được 60-70 cân, mặc đẹp cho em này. Áo Nike dài tay này,
150.000 bao ship. Mã C23. C24 lên cho bác một con Nike cổ tròn 150.000 bao ship. Phối màu đẹp nhé, logo Nike là logo ép nhiệt. Một con áo thun cổ tròn của nhà Nike quá là đẹp các bạn ạ. Rồi mã cuối cùng trong cái lô hàng này này, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm của nhà Nike. Con này cũng áo thun cổ tròn luôn, cũng 150.000 bao ship, phối là phối nó phối kẻ ngang cho các bác này. Đó, 150.000 bao ship toàn quốc nha. Một lần nữa anh xin nhắc lại ở đây là cái lô hàng là sale, nên các bác sẽ không được kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Có nghĩa là mình chốt đơn là chắc chắn mình phải nhập cho em nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã cuối cùng thì sau cái lô hàng này có lẽ thì bên em sẽ nghỉ 3 ngày để bên em đi nhập hàng mới về cho các bác nha. Hiện tại hàng đã về rồi thì em phải đi khui, đi lựa và đi xử lý lại tất cả sản phẩm để lên cho các bác. Cam kết là hoàn hàng nhập cho các bác luôn ạ. Rồi em xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác và kính chúc các bác một ngày thật vui bên gia đình.